Đây là một chuyến hàng khuôn giao cho em Quang ở Nghệ An. Vừa máy vừa khuôn. Rồi, chào cả nhà nhé. Chào chú Quang nhá. Chúc chú làm ăn gặp nhiều may mắn. Đó, Sở Minh Thiên là chuyển giao công nghệ và hướng dẫn dạy nghề cho chú Quang ở Nghệ An. Bàn rung và máy ly tâm. Đó, và khuôn. Kiêm bốc hàng luôn. Khách hàng thì vừa mua hàng lại vừa kiêm cả kiểm hàng luôn. Bàn rung ngoại cỡ mét rưỡi. Đó. Còn máy ly tâm thì vẫn là máy 16 triệu như mọi khi Minh Thiên hay cấp cho khách hàng đó. Đó. Chú Quang trước kia làm nghề gì chú Quang? Dạ. Trước kia em làm nghề gì? Em trước nhận công trình làm bên ốp lát. À, trước là làm bên xây dựng, chuyên đi ốp lát các công trình chung cư, biệt thự và nhà dân. Đó, bây giờ thì chú đang chuyển nghề. Chú đang chuyển nghề chuyển sang sản xuất hàng rào và con tiện và các loại khuôn gạch. Đó. Bác nào mà ở Nghệ An nhé, có nhu cầu đến các sản phẩm hàng rào, hàng ly tâm, con sơn, con tiện thì sẽ kết nối đến chú Quang ở em ở gì nhỉ? Gì Nghệ An đấy nhỉ? Tân Thành Yên Thành Nghệ An các bác nhá. Đó. Chủ nhà nào mà có nhu cầu mua các sản phẩm bê tông thương phẩm mà sản phẩm mà chú Quang sẽ sản xuất ra và cung cấp. Bây giờ do đặc thù là khuôn mẫu cấp cho khách hàng thì khách hàng không phải đi mua sản phẩm xa nữa. Mua ngay ở cái địa bàn của mình đều có người sản xuất và người làm. Đó. Bác nào mà ở Nghệ An có nhu cầu đến hàng bê tông nhá, thì hãy kết nối đến chú Quang đây nhá. Đó. Chú mua máy và bàn rung và gạch này và hàng rào này. Các loại con tiện, lục bình, hàng ly tâm nhá. Đó. Các bác hãy lưu ý là nếu như chúng ta mua hàng bê tông của cái xưởng nào mà người ta có máy ly tâm ấy và bàn rung ấy thì các bác yên tâm về chất lượng. Vì là sản phẩm mà sản xuất bằng bàn rung và máy ly tâm thì chất lượng sản phẩm nó khác nhiều so với đổ thủ công. Đó. Chất lượng thì vì là khi chúng ta làm được máy ly tâm thì chúng ta cho được đá vào. Đấy, và cái sự liên kết của bê tông bên trong tốt hơn cái chuyện hàng thủ công. Đó. Các bác hãy kết nối đến nếu bác nào mà ở Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An mà mua sản phẩm nha, mà xây nhà nha, hãy kết nối đến chú Quang nha. Đó. Đây là hàng hóa mà Sở Minh Thiên, đơn hàng của chú Quang hôm nay là hết bao nhiêu tiền? Tầm 200 đấy chị. Hết gần 200 triệu. Gần 200 triệu là cơ bản là đủ mẫu rồi đấy nhỉ? Dạ. Hết gần 200 triệu là có đầy đủ mẫu, đầy đủ các loại khuôn mẫu xây dựng các bác nhá. Đó. Đó. Số điện thoại của bạn Quang ở Tân ở Nghệ An nhá, để cấp sản phẩm nhá, là 0981 453242. Đó. Hãy kết nối đến bạn Quang để được cung cấp sản phẩm bê tông và các hàng khuôn mẫu xây dựng các bác nhé. Đây là kho xưởng nhà Minh Thiên, chuyên cung cấp các loại khuôn mẫu để phục vụ cho tất cả khách hàng trên cả nước rồi. Đó. Quý vị hãy mua khuôn mẫu thì hãy truy cập trên website nhà Minh Thiên nhé, khuonhanggiao.com, để được tham khảo tất cả mẫu mã và giá cả của từng loại các bác nhé. Để đầu tư một bộ khuôn mẫu máy móc đủ. Đó, đủ nhá. Thì hết khoảng gần 200 triệu. Thì bây giờ khuôn nó rẻ thì các bác mua được đủ mẫu. Đó, đủ mẫu để phục vụ cho khách hàng rồi. Đó, Minh Thiên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng thân yêu của Minh Thiên nhé.